ngày 21 tháng 8, thực hiện theo quyết định số 649 QĐ-BNV, đoàn kiểm tra do ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng 11 lãnh đạo, chuyên viên cấp cao thuộc Văn phòng Chính phủ, cùng các Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến làm việc tại Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam tại tầng 2 số 91 Đinh Tuyên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ ra quyết định số 649 QĐ-BNV về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện điều lệ của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam. Thời hạn kiểm tra là 3 ngày kể từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019. Việc kiểm tra đối với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam nhằm giúp các cơ quan nhà nước nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Hiệp hội này. Theo đó, đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, kiểm tra việc thực hiện điều lệ Hiệp hội, đồng thời kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân về việc điều hành hoạt động của Chủ tịch Hiệp hội vi phạm điều lệ Hiệp hội. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ công bố quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc, yêu cầu chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, tiến hành kiểm tra đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo tính trung thực, khách quan, hiệu quả. Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trước đó, nhà báo Nguyễn Thị Sinh và nhà báo Huỳnh Phước Hùng cùng công tác tại tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu là cơ quan của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cũng đã gửi đơn tố cáo tới Chánh thanh tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị khởi tố tội trốn thuế và lợi dụng quyền hạn chức vụ chiếm đoạt tài sản của tổ chức do ông Lê Thế Bảo thực hiện.